Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 3, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, để giải thích sự khác biệt giữa hai nhận định của hai thế hệ Việt về đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Joseph đã đưa ra một cái nhìn vấn đề khác đi. Anh cho rằng đảng và người lãnh đạo chỉ là một khía cạnh. Ta có thể có một cái nhìn độc lập với người lãnh đạo và đảng phái. Theo Joseph thì người ta có thể bàn luận dựa trên những chính sách, những vấn đề cụ thể và lấy những điểm đó làm đối tượng chính thay vì nhìn vào con người như Trump hoặc Biden, hoặc là đảng như Cộng Hòa hoặc Dân Chủ. Xin mời quý vị theo dõi sự suy nghĩ của Joseph về vấn đề này trong phần 10, cũng là phần cuối, phỏng vấn giảng viên Joseph Phúc Nguyễn do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ. Một câu hỏi khác nữa, tức là những người trẻ nhìn hay có những cái câu hỏi về tại sao là thế hệ lớn hơn mình lại, thí dụ bây giờ mình nói ông Trump chưa hẳn là người đại diện của bên Cộng Hòa, mà ông Biden cũng chưa hẳn là một người lý tưởng đối với lại bên Dân Chủ. Tức là mình có hai nhân vật đều không có lý tưởng thuần thành theo cái nghĩa đầu tiên của Cộng Hòa và Dân Chủ. Họ nhìn có vẻ như là ông Biden ông muốn lợi dụng để ông có thể ông làm những gì mà ông đang làm bởi vì ông đang có quyền lực. Và người kia thì bảo là không, với ông Trump á, ông muốn trở lại để ông nắm cái quyền lực. Đó là hai cái hay trong cộng đồng Việt Nam mình thôi, tức là cái đó là suy nghĩ của cái hai cái lối suy nghĩ như vậy. Thì những người lớn tuổi vẫn có, anh có thể thấy là những người lớn tuổi vẫn ủng hộ ông Trump và những người trẻ tuổi vẫn ủng hộ ông Biden. Cái đó có phải là bởi vì cái lý tưởng Dân Chủ phía sau ông này hay là vì hai con người phía trước? Thứ nhất thì mỗi người ai nấy cũng có quan điểm, ai có kinh nghiệm riêng của mình, xong rồi họ sẽ nhìn thấy ai phù hợp với lý tưởng, với giá trị và quan điểm chính trị của mình nhất. Xong rồi mình có hai sự lựa chọn, mình có đảng Cộng Hòa, mình có đảng Dân Chủ. Rồi đến ông Trump, ông Biden thì có thêm nữa là cái yếu tố là tính cách của một người đang ở trên cái tổ chức được kêu là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Và người ta cũng xem xét cái tính cách của người là lãnh đạo của cái đảng đó nó thế nào. Nhưng mà về căn bản thì mình sẽ bỏ phiếu cho ai sẽ ủng hộ những cái chính sách mà mình thấy là quan trọng nhất. Thì đối với người trẻ thì nó có thể là phân biệt chủng tộc, nó có thể là việc xóa nợ sinh viên, nó có thể là việc truy cập bảo hiểm y tế miễn phí. Và đối với người lớn tuổi á, tôi không thích cái từ người lớn tuổi, nhưng mà đối với cộng đồng Việt thế hệ thứ hai, người nhập cư, người tị nạn, thì họ rất là thấy cái, họ rất là coi cái tầm quan trọng của việc thí dụ ngăn chặn cái người Trung Quốc mà xâm lược vào Việt Nam. Người trẻ Việt Nam không có quan tâm đến cái điều đó, an ninh quốc gia coi như là border security. Có nhiều người lớn tuổi thấy là đảng Cộng Hòa có nói chung có phù hợp với an ninh quốc gia so với đảng Dân Chủ, theo cái tầm nhìn chung của khi mình nhìn lên truyền thông thì mình thấy cái đó có, nếu nó đúng hay không đúng, tôi không nói là đảng đúng Dân rồi. Chủ hay là đảng Cộng Hòa đúng hay không đúng, nó quan tâm đến an ninh quốc gia nhiều hơn, nhưng mà đó là những cái priorities của người lớn tuổi mà ảnh hưởng đến cái việc bỏ phiếu của họ. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một cái điều nữa là mình không hẳn là mình theo đảng Dân Chủ hay là mình không theo đảng Cộng Hòa chỉ vì nó phù hợp với cái quan điểm chính trị của mình thôi. Tại vì có những vấn đề mà tôi vẫn thí dụ ủng hộ mà đảng Dân Chủ ủng hộ mà tôi vẫn bỏ phiếu cho ông Trump chẳng hạn. Thí dụ ngay cả đây ở Sài Gòn thì có rất nhiều người á, người Việt đang bị đá ra khỏi cái cộng đồng của họ, tại vì họ đang thuê nhà
Và trong cái mobile parks, có rất nhiều mobile parks ở Little Saigon, những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi thì họ không có sự lựa chọn khác ngoài việc mà ở lại những cái cộng đồng mobile parks mà thuê nhà người ta. Mà so có một cái chính sách như rent control chẳng hạn mà Đảng Dân Chủ rất là ủng hộ, hay là minimum wage, có rất nhiều người tị nạn, người Việt có cần một cái minimum wage để mà chăm sóc gia đình của họ, và họ vẫn, thì tôi không thích cái bám víu, ăn bám, nhưng mà họ vẫn nhận được welfare, nhận được food stamps chẳng hạn, để mà chăm sóc gia đình của họ cho đến khi mà con cái của họ lớn tuổi thành công và có thể đáp lại cho bố mẹ để trở thành gia đình tốt hơn. Những cái chính sách đó là Đảng Dân Chủ, chỉ có điều là người lớn tuổi không nhìn sâu vào những cái đề tài đó. Tại vì khi mà mình khi xem truyền thông Hoa Kỳ á, thì đâu có ai mà nói về minimum wage hay là nói về rent control. Và cũng theo Đảng Cộng Hòa á, thì thí dụ mình là người Việt á, thì mình vẫn thấy là những cái gì bố mẹ quan tâm đến việc thí dụ ở Trung Quốc, ở Việt Nam, tất nhiên thì tôi quan tâm á, nhưng mà tôi thấy là so với những cái chính sách khác mà tôi quan tâm đến thì tôi sẽ bỏ phiếu cho người này thôi. Nên là tôi không thích cái điều mà người ta sẽ chụp mũ cho mình, mày chụp Đảng Dân Chủ hay là mày chụp Đảng Cộng Hòa. Tại vì mình không phải là thành viên Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Mình là cá nhân trước, là người Việt Nam, và có một cái khuynh hướng là người ta thích là người Việt, mình là người Việt trước. Nếu mà người chỉ chọn hai lựa chọn là người Đảng Cộng Hòa hay là Đảng Dân Chủ thì mình sẽ bỏ đi những cái vấn đề nó quan trọng nhất đối với cộng đồng người Việt ở đây. Và nếu mà có Đảng người Việt để lấy được những gì á quan trọng nhất đối với người Việt Nam ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà tất nhiên thì mình sống trong một xã hội, mình bắt buộc phải chọn một trong hai thôi. Cho nên là cái sự chia rẽ trong cộng đồng người Việt cũng là sự chia rẽ của các cộng đồng khác, ai cũng phải có lựa chọn như vậy. Và khi mà mình có truyền thông tôi nghe một câu rất là hay là truyền thông không thể sống sót được nếu mà không bán lại cái quan điểm của họ cho khán giả. Cho người dùng á, cho người tiêu thụ. Nếu mà không có tiêu thụ thì không có truyền thông, là không có truyền thông mà cho cái quan điểm này, quan điểm kia, thì làm sao mà truyền thông, cái đài truyền thông đó có thể sống sót được. Vâng. Cho nên là nếu mà nhìn theo CNN, Fox News, tất cả mình phải nhìn nó như là một công ty đang bán lại một cái gì, và họ đang bán lại một quan điểm. Và nếu mà mình là người tiêu thụ thì mình nhận được cái quan điểm đó và mình sẽ xem càng ngày càng nhiều hơn nữa, thì mình sẽ vào cái gọi là Đảng Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa. Và đồng thời thì mình cũng có thể lãng quên đi những cái gì quan trọng nhất đối với mình là người Việt Nam trước, hay là người Việt Nam đang sinh sống ở hải ngoại. So nó rất là thú vị. Tôi chỉ kể chuyện cái opinion cá nhân của mình thôi, nhưng mà tôi không muốn quý khán giả theo cái thằng này có theo Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Tôi chỉ đang nói một cách học thuật thôi. Vâng. Ok, chuyện cũng đã dài, có lẽ mình sẽ gặp nhau sau lần tới. Yeah. Cảm ơn anh Phúc nhiều về những cái kiến thức mà anh muốn chia sẻ với khán giả. Hy vọng là cái AI như anh nói đó, nó sẽ giúp ích cho cộng đồng mình để mà tạo ra một cái nhịp cầu mới. Ừ. Chào anh Phúc. Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều. Dạ. Cảm ơn quý khán giả nhiều nhé. Và là Dũng xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, mỗi thế hệ cũng như mỗi con người đều có những nét đặc thù riêng, cái nhìn riêng, những sự lựa chọn riêng khác với những thế hệ trước và sau thế hệ đó. Thế hệ người Việt tị nạn là một thế hệ đặc biệt đã vượt biển tìm tự do từ nửa thế kỷ trước. Kể từ thời điểm đó, một thế hệ mới đã trưởng thành trên những vùng đất lạ. Có lẽ cách hay nhất để hiểu thế hệ trẻ mới đó là lắng nghe những ưu tư của họ. VATV hy vọng loạt phỏng vấn đặc biệt này khi trình bày những suy nghĩ của Joseph kể từ thuở ấu thời cho đến ngày bước lên giảng đường, Joseph đã giúp cho chúng ta nhìn rõ thêm những suy nghĩ của những con em thế hệ trẻ sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Mong rằng
Những hiểu biết đó sẽ khiến những gắn kết của hai thế hệ chặt chẽ hơn, những mâu thuẫn của hai thế hệ được giải quyết trong chiều hướng tốt đẹp hơn, đưa thế hệ trẻ về một hướng đúng với những kỳ vọng của thế hệ trước. Chúng tôi, Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy, xin được cảm ơn anh Joseph Phúc Nguyễn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phỏng vấn đặc biệt khác vào kỳ tới.